À, tính ra nếu một ngày thì khoảng 5 đến 6 đô thôi, bằng một cái ly cà phê mà uống mỗi buổi sáng thôi. Chị phải suy nghĩ, ok, mình phải ráng cố gắng làm dành dụm để sau này lo cho con mình. Bây giờ thì chị cắt cái chương trình này rồi nè, thì chị hàng tháng thì chị phải lo để đó. Để vô trước. Để vô đó. Còn cái phần mà bây giờ thì chị lại rất là happy, chị còn có cái thời gian bây giờ là chị để cho bảo hiểm lo về cái phần đó, thì chị cái phần còn lại là chị cứ lo cho bản thân của chị về sau này thôi. Cho nên chị vui lắm. Mà tính ra nếu một ngày thì khoảng 5 đến 6 đô thôi. Một cái tương lai mình thay vì 5-6 đô của mình làm thì bằng một cái ly cà phê mình uống mỗi buổi sáng thôi. Thì thay vì mình nhín ra một ít đó để khi mà chương trình tùy theo mình chọn nữa, mình có nhiều cái lựa chọn, cho nên chị nghĩ thôi bây giờ như cái sức khỏe của chị thì chị đi cái chương trình là 15 năm. Đó, thì 15 năm đó thì mình đã có, tuy hàng ngày nó không bao nhiêu nhưng mà đến khi 15 năm thì cái số tiền nó cũng rất là lớn đối với mình. Chị Quý biết á, cái chương trình IUL mà chị Quý đã đầu tư cho con của chị Quý á, thường thường cha mẹ khi mà mình lo cho con của mình á, nhiều lúc mình không nghĩ đến cái chuyện đó. Nhưng mà khi mà con mình lớn lên ở cái tuổi 21 rồi bắt đầu, hoặc là 18, 19, 20, 21 rồi á, nó đi vô đại học rồi, thì lúc đó bắt đầu với lo cho tụi nó. Lo tiền xe, tiền ở trọ, tiền ăn, tiền này, tiền đủ thứ hết trơn. Nhưng mà cái mà chị Quý đang làm bây giờ đó là chuẩn bị một cái hành trình khá dài cho con chị Quý. Rồi khi mà nó lên tới 18, 19, 20 tuổi thì không cần phải lo nữa. Bởi vì sao? Chị Quý đã lo từ khi mà nó bé. Còn nhỏ. Em nói 5 đô một ngày, tức là một tháng là khoảng chừng 150 đô. Một năm 1.800, mà 20 năm sau là thấy là gần 40.000. Chưa tính cái tiền lời mà nó cho trong cái chương trình này, nó nhân và nó compound hàng mỗi 9 năm. Nếu mà anh chị nào mà có cái ý định mà để lo xa hơn về cho cái phần mà ăn học cho con cái của mình, mà khi mà để chờ thành cái tuổi mà để đi ra high school á, thì nó rất là, cái kinh phí nó rất là cao. Nếu như vậy á, tại sao mình không, bây giờ mình không nên mua đi? Thì hàng ngày thì cái số tiền nó rất là nhỏ, nhưng mà 10 năm đến 15 năm sau thì cái số tiền nó rất là lớn, nó không có nhỏ đâu.